What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Khá là bất ngờ thì hôm nay mình đang được trên tay một con em Idora. Và em này là EK 308 bản V2 sắp ra mắt. Tức là hiện tại con này chỉ là bản thử nghiệm. Và đây cũng là sẽ là bản thử nghiệm cuối cùng của hãng Idora rồi. Thì hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em xem thử con Idora EK 308 V2 này thì nó sẽ có cái gì đặc biệt nha. Ok, let's go. Đầu tiên thì như cái vẻ bên ngoài các bạn có thể nhìn ngay lập tức thì nó sẽ là một cái thể loại layout 68 khá là nhỏ gọn và nó sẽ có thay đổi một chút về cái thiết kế. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy có những cái nút ở phía dưới này thì sẽ không còn là cái layout 68 cũ như phiên bản trước nữa mà nó sẽ đẩy cái phần cái cụm di chuyển sang một bên và các cái nút phía dọc này thì nó sẽ gộp lại phía trên này thành một hình vuông như thế này. Đó, 4 nút. Thì cái layout như này sẽ giúp cho chúng ta có thể chơi keycap một cách dễ dàng hơn về những cái keycap mà không cần phải nút shift ngắn hoặc là những nút control ngắn như thế này. Và những nút mũi tên thì nó sẽ được đẩy ra tách rời. Thì đó, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Đặc biệt mình thích cái layout 68 này ở cái chỗ đó là nó sẽ có cụm 4 cái nút phía trên này đây. Thì cái cụm này chúng ta có thể sử dụng như bình thường cũng được tuy mà hoặc là mình có thể dùng để lắp những cái keycap làm cảnh ấy. Đó khá là đẹp và nó cũng dễ thương nữa. Rồi chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái bộ keycap này. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là bộ keycap PPT và là die sub. Đây đó, cái màu chủ đạo của nó sẽ là màu đen xám và có một chút màu đỏ làm điểm nhấn ở nút Enter và nút EC. Và cái chất lượng in thì mình thấy nó khá là ok, tuy nhiên thì nó vẫn chưa được đều màu lắm. Ví dụ như những cái nút mà nó có cái màu xám thì ở phía phần phía trên thì nó sẽ đậm hơn và phần phía dưới chân thì nó sẽ nhạt dần. Đây là một trong những cái cố hữu của những cái bộ keycap PPT die sub mà dòng giá rẻ đó. Tuy nhiên thì với cái bộ keycap PPT die sub như vậy thì cũng được trang bị sẵn lên trên bộ này thì cũng đã khá là ngon rồi. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái bộ keycap này sử dụng chuẩn Cherry Profile thì nó sẽ cho cái độ cao của keycap thấp hơn OEM khá nhiều. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có được cái cảm giác gõ đầm hơn và ít ồn ào hơn. Rồi chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái cây. Cái cây của em này thì sẽ bằng nhựa thôi. Đó, và cái cây nó làm cũng khá là dày dặn, chắc chắn đó. Và cái build của nó cũng cực kỳ cứng cáp. Khi mình cầm lên thì mình bẻ không hề có cái độ flex nào ở đây. Ở phía đằng sau thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây sẽ là cái chỗ dán cái sticker của hãng. Nhưng mà do đây là cái bản thử nghiệm cho nên là nó sẽ không có cái sticker ở đây. Chúng ta sẽ có một cái cần gạt. Đây, cần gạt nâng hạ độ cao của phím khá là ngon. Những cái chân cao su vẫn được trang bị ở bốn góc. Và chúng ta sẽ có một cái gạt nhỏ ở đây để mà đó, để mà chúng ta có thể thay đổi giữa không dây và có dây. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cổng tai C. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu một chút về em này. Chúng ta sẽ thử xem được em này đang sử dụng switch gì nhé. Theo nhà sản xuất công bố thì nó sẽ là được sử dụng switch Idora phiên bản, tức là phiên bản tốt nhất của thằng Idora. Switch của Idora thì nó sẽ chia thành hai loại, đó là loại bình thường thì nó sẽ sử dụng cho những cái bàn phím cấp thấp thôi, còn phiên loại Pro thì nó sẽ dùng cho những cái phiên bản cao hơn. Ví dụ như con này, đây là Red Switch của Idora, nó có tên là Red Blue thì phải, Blue Red gì đó, nói chung là kiểu đặt tên cho nó hay ho vậy thôi, thì thực ra nó cũng là Red thôi. Và cái dòng này thì nó sẽ có cái độ mượt tốt hơn là cái dòng, những cái dòng giá rẻ của thằng Ultimo hay là Hueno. Mình đã thử thì bấm khá là mượt. Và con này cũng sẽ được trang bị hot swap luôn nha các anh em. Đây, đó, hot swap 5 chân luôn, khá là ngon. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy đây, cái mặt của nó chỉ là mặt xanh thôi chứ không phải là mặt đen xịn sò. Tuy nhiên hot swap 5 chân thì cũng đủ cho các bạn để nghịch vật vật chơi các kiểu rồi, móc miết rồi. Và như các bạn thấy thì ở trong phía trong này chúng ta cũng không thấy có đệm
không thấy có foam PPC cũng như là không có foam của thằng Play luôn, không có foam đáy đấy. Chúng ta sẽ đi một chút về cái switch này nhé, đây là switch mới của thằng Idora. Rồi chúng ta sẽ thấy là cái top của nó sẽ là màu trong suốt nhựa PC, cái bottom của nó thì sẽ là màu đỏ và bằng nhựa PC luôn, nó sẽ màu đỏ đục, còn cái slide của nó sẽ là màu đỏ. Mình thấy bảo slide này thì nó sẽ là chất liệu bằng POM. POM thì nó sẽ cho cái độ mượt tốt hơn, và khi mình ấn nhiều thì nó sẽ càng ngày càng mượt. Cái đấy thì nghe quảng cáo thế thôi chứ mình cũng không biết. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái này nó sẽ có hỗ trợ LED, LED nổi phía trên luôn nha, và cũng sẽ có xuyên LED ở trên switch. Về cái chi tiết của cái dòng switch này thì mình sẽ review sau về cái khi mà mình móc lại. Bây giờ mình sẽ thử gắn một cái keycap lên để cho các bạn nghe cái tiếng gõ nha. Đó. Cái tiếng gõ của nó thì nghe khá là đanh, và cái đây là cái dòng stock nhé, cho nên là khi các bạn gõ thì nó sẽ hơi sạn, và cái tiếng lò xo của nó vẫn còn khá là lớn, cho nên là nếu mà các bạn muốn ngon thì tốt nhất là phải đem đi lúc. Lực bấm của con này thì cũng khá là nhẹ, nói chung là nó thuộc dạng trung bình thôi chứ không phải là quá nặng cũng như là quá nhẹ. À, mình quên mất còn một cái vụ nữa, đó là vì sao mà cái này nó dùng keycap cherry mà lại không bị cấn. Đây, để mình thử cho các bạn xem nhé. Đây là phía cái mặt này là mặt ngược, tức là LED nằm phía trên. Đó. Thì khi mình gắm keycap vào thì nó sẽ bị ngược như thế này. Tức là bình thường nếu như mà các bạn sử dụng cherry mà switch mặt ngược thì các bạn ấn thì cái keycap của nó sẽ bị cấn vào trong cái switch, do cái phần này sẽ là cái phần lồi lên. Đó, thông thường là như thế. Và bây giờ mình sẽ thử xem thử cái này nó có bị cấn không nhé. Rồi mình sẽ tự nhét một cái tờ giấy mỏng thiệt là mỏng nha. Đây. Đó, nếu như mà bị cấn thì khi mà chúng ta ấn hết hành trình thì nó sẽ bị dính cái tờ giấy này vào, và chúng ta sẽ không có thể rút cái tờ giấy ra được. Tuy nhiên thì cái này nó không bị cấn các bạn ạ. Vì vậy cho nên các bạn nếu mà có chơi keycap cherry cùng với lại cái dòng switch này thì vô tư nhé, và cho dù mặt ngược hay mặt xuôi thì chúng ta đều có thể sử dụng được bình thường. Và cái tiếng của nó thì có lẽ cũng không có khác biệt gì nhiều lắm đâu, nếu như mà sử dụng mặt xuôi hay là mặt ngược. Đây, mình tự đảo chiều keycap nhé. Đó, cả hai đều không có bị cấn, cho dù là đặt ngược hay đặt xuôi nha các bạn. Vô tư luôn. Về cái cách kết nối của em này thì hiện tại em này đang có 3 cái chuẩn kết nối. Đầu tiên đó là dùng cáp Type-C cắm trực tiếp vào đây. Thứ hai là chúng ta có thể dùng Bluetooth. Và thứ ba là có thể dùng cái cục receiver như thế này. Tuy nhiên thì em này thiết kế thì lại nó hơi đụt một chỗ, đó là nó không có cái chỗ nào để mà mình có thể cắm cái USB-R này vào trong bàn phím để tránh bị thất lạc. Về cái cách kết nối nó cũng khá là phức tạp, tuy nhiên thì Idora đã có cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt ở trong hộp luôn rồi. Khi nào mà có ra bản chính thức thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn đó, thì nó cũng khá là phức tạp đấy. Ví dụ như là muốn kết nối Bluetooth thì chúng ta phải ấn Fn với nút P trước để khởi động kết nối Bluetooth, rồi Fn với lại QWER, đó là ba cái kết nối QWE. Còn cái kết nối mà dùng 2.4G thì mình phải ấn Fn với lại nút G để kết nối, chứ không giống như các cái bàn phím khác. Về hệ thống đèn LED thì em này sử dụng hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu, và sẽ có phần mềm riêng dùng để điều khiển LED cũng như là có thể tinh chỉnh các cái bóng LED trên từng nút. Cái đó thì cũng không quan trọng lắm, tại vì cái keycap của em này thì nó không có xuyên LED, có LED chiếu thì để cho nó sập sình một xíu thôi. Đây mình thử mở lên cho các bạn coi nhé. À, LED của con này thì nó cũng bình trung bình thôi chứ không có cái gì đặc biệt hết, tức là nó sẽ không có quá sáng. Đó. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ tắt hết đèn ở trong phòng đi, và mình cũng sẽ quay một số các cái hiệu ứng đèn LED cho các anh em xem nha. Get that freaky, freaky on. I'll be on the top, top killer. I'll be on the top.
Quay trở lại với em bàn phím thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần khá là quan trọng, đó là test tiếng gõ cũng như là cái cảm giác gõ của em này. Theo như bên Eraser công bố thì con này nó sẽ chỉ có red hoặc là brown thôi và nó sẽ không có blue. Thì hiện tại phiên bản của mình đây đang là red. À, như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em xem cái tiếng gõ của em này. Thì các bạn nghe đấy, tiếng của nó khá là êm mượt. Tuy nhiên thì cái tiếng ping của lò xo vẫn còn nghe khá là rõ. Tất nhiên là mình phải lúp lại hoặc là móc lại cái switch thì may ra mới có thể giảm được. Và cái làm điều bất ngờ nhất ở đây đó chính là các cái hệ thống start của con này thì nó đã được cân chỉnh rất là ngon, ngon hơn rất nhiều so với những cái phiên bản của những cái bàn phím Mirai trước. Đây mình thử cho các bạn nghe nhé. Đó. Hiện tại những cái con như là nút back hay nút enter hay là nút shift thì hầu như không còn nghe thấy tiếng lọc sọc của start nữa các bạn ạ. Quá là khủng khiếp. Mặc dù vẫn biết là start của con này đã được lốp sẵn rồi. Ừ, thì tuy nhiên tức là cái start stop của con này thì hầu như không cần phải tinh chỉnh gì thêm các bạn ạ. Khá là ngon. Đó. Để mình thử cho các bạn xem nha. Cái keycap của nó hơi lở một chút cho nên nó sẽ hơi lung lay và cái step của nó cũng chưa có được móc kỹ cho nên là nó sẽ vẫn còn hơi rung lắc một xíu. Tuy nhiên thì cái tiếng lọc sọc của step thì nó đã được loại bỏ hầu như là gần hết rồi. Cái này mình mà cân chỉnh lại cũng như là lót foam đồ nữa thì cũng tuyệt vời luôn đấy. Đây. Đó, các bạn nghe thử coi. Về một cái bàn phím stock thì mình nghĩ đây là một trong những cái bàn phím mua về là có thể sử dụng được ngay và không cần phải móc gì nhiều. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi sơ qua tất cả các cái điểm nổi bật nhất của em này. Và cái duy nhất còn lại đó chính là cái giá. Và cái giá của em này theo như bên Idara công bố thì nó khoảng tầm 1,5 triệu cho đến 1,6 triệu. Thì mình nghĩ với cái tầm giá này thì cũng vẫn sẽ là hơi cao so với một số anh em nếu mà anh em mới chơi kích tôm. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn một cái bàn phím mà mua về sử dụng luôn, không cần phải móc gì nhiều thì đây cũng là một cái lựa chọn sáng giá. Và đặc biệt hơn là nó còn sẽ được hỗ trợ bảo hành 2 năm cho anh em nữa. Cho nên mình nghĩ đây là một cái giá cũng khá là hợp lý mà thôi. Nếu mà anh em thích thì mình sẽ làm một cái video full mock em này, tức là mock lại toàn bộ start cũng như là lock foam, mock PE chẳng hạn, vân vân, lúc lại switch. Đó, xem thử con này nó có thực sự ngon hơn khi mình móc lại không nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.